Chào các bạn ha. Bữa nay mình sẽ đi vào câu chuyện của thằng Điền, bạn Điền ha các bạn. Thằng Điền á, nó nhìn thấy ma bằng đôi mắt thật, chứ không phải là chim bao chim bị gì hết các bạn. Ha, các bạn hãy like chia sẻ video ha. Bạn nào chưa đăng ký kênh đó, có duyên với mình rồi, gặp video của mình đó các bạn hãy đăng ký kênh để tiện đón xem những câu chuyện đã từng xảy ra theo dòng thời gian thật nha các bạn. Thằng Điền á, mình có kể về thằng Điền mấy clip trước đó các bạn. Thằng Điền nó ba mấy tuổi rồi. Thằng Điền ở nhà nghèo, công việc của nó đó là đi soi cá ban đêm đó các bạn, hoặc bằng thuê bằng mướn. Nhưng mà cái lần nó đi soi cá ở mương chùa đó, là cái lần nó nói là nó nhớ đời đó các bạn. Thằng Điền á, chuyện câu chuyện của thằng Điền đó các bạn là những câu chuyện còn rất là mới mẻ, còn rất mới. Hôm đó đó, thằng Điền nó đi xịt đó các bạn, đi xịt bằng điện hay chích điện đó. Điền á, nó đi vô trong cái mương chùa đó, cái mương đó ta gọi là cái mương chùa à, nó soi cá. Lúc đó đâu hơn 7 giờ tối rồi, nhưng mà mình cũng có hỏi Điền các bạn, mày có sợ ma không Điền? Điền nói sợ thì sợ, không ơi không có sợ, làm mà nó nhát nhát kệ nó, giật mình hết hồn chút vậy thôi à. Cái Điền á các bạn, nó vô trong cái mương á à, cái Điền nó làm. Lúc đó trời 7 giờ mấy thì trời tối tăm rồi các bạn. Hai bên bờ mương đó cũng có cây cối tùm ha. Nè, xa xa đằng trước đó cái Điền nó thấy. Nó thấy trong cái chạy lá đó, cái chòi lá ta cắt ở ngoài đồng đó các bạn. Trong chòi lá sao có mấy người, hình như là mấy bóng người ngồi trong chòi lá kìa. Cái Điền nó nói trong bụng, nói sao mà giờ này còn mấy người ngồi đó, không lẽ là ta lo làm ruộng làm rẫy hoặc canh nước canh gì nè ha. Thôi ta ngồi kể ta đi, thôi giờ mình làm. Cái Điền vẫn tiếp tục làm các bạn. Điền nó bơi chiếc xuồng nó chút xíu gần tới cái chòi lá đó. Thằng Điền nó quay mặt lên nó nhìn, là thằng Điền nó không có thấy ai trong đó vậy. Thằng Điền nó nói là tôi thấy rõ ràng ông Khôn, nó ngồi trong chòi lá nó mấy người. Mà khi tôi tới gần rồi ha, tôi quay cái đèn lên tôi soi tôi coi thử đó là không thấy ai chứ. Mà điều khiến cho tôi muốn té xong luôn ha ông Khôn, là tôi thấy cái bộ đồ đàn bà con gái nó bán ở trong nhà. Trời ơi trời, tôi giật mình giật dí chứ. Ma thì tôi không có sợ rồi, nhưng mà có cái hết hồn. Điền nói với các bạn lúc đó mình mấy tôi gần dân á. Cái Điền nó mới nói với các bạn, nó nói thôi trời trời nó mô di đà phật, tôi nghèo khổ tôi màng ăn rồi, ban đêm đi kiếm cá kiếm mắm nè, về kiếm tiền nuôi vợ nuôi con nữa, gia đình nghèo à, mấy ông mấy bà ơi thôi đừng có nhát tôi nghe, để tôi làm. Cái Điền nó tiếp tục nó bơi xuồng tới nó làm các bạn. Cái Điền nó bơi chích chút xíu tới đằng đẵng đó, chỗ gốc gáo đó, Điền nó thấy cá. Điền nó giật mình, dân nói trời ơi trời, bữa nay quá hên, gặm cá hết biết bự rồi à. Điền nó chích xuống các bạn, nó đưa hai cái vợt nó chích xuống, nó thấy con cá phùng mang lên vậy đó à. Cái Điền nó đưa cái vợt nó vớt, sự tự nhiên nó chuột cá, cái cá nó chìm xuống à. Cái Điền nó nói thôi bỏ, nếu mà bỏ con cá này uổng quá à. Điền mới đưa cái giò xuống các bạn, đưa cái giò xuống nó mò thử. Nó mò chỗ gốc gáo đó là thằng Điền nó đụng. Thằng Điền nó đụng, mà cái cảm giác của thằng Điền nó biết đó là nó đụng cái đầu tập. Điền nó còn gà nó nghe nó sột. Cảm giác của Điền các bạn sột cái đó. Điền giật mình chân, Điền phút cái giò lên. Cây Điền nó niệm Phật, nó mô di Phật, nó mô di Phật, nó mô di Phật. Cây Điền phút giết cái giò lên đó các bạn. Cái Điền nó tính đó, nó nói kiểu này chết rồi, kiểu này là cái mương này. Cái mương này là cái mương nổi tiếng hay sao, cái mương chùa à. Cái Yên Điền nó mới quay cái mặt lại, nó nhìn về cái chòi lá lúc nãy đó các bạn, cái chòi lá đằng đẵng á. Thằng Điền thấy mấy người ngồi trong đó nữa. Cái Yên Điền nó sợ quá đi, Điền nó biết sợ rồi. Cái Yên Điền nó mới tính, nó nói đó, nếu mà quay trở ngược về ngang cái chòi lá là lơ mơ nó nhát mình đi, chết không có chết rồi, tôi không sợ không, chết không có chết rồi, mà sợ nó nhát đây gây hết hồn bị bệnh bị hoạn nữa. Cái Điền các bạn, Điền mới bơi đường dọc,
Thí dụ như mà thằng Điền nó quay trở ngược về cái đường lúc nãy đó các bạn đi ngang cái chòi lá đó, là cái đường nó gần hơn, đi chút xíu lại ra con sông lớn. Còn nếu mà thằng Điền nó cứ tiếp tục đi sâu vô trong đó có cái ngã ba ha, và cái thằng Điền đó nó mới quẹo qua cái con mương khác nó đi ra sông lớn, có nghĩa là thằng Điền nó phải đi một cái đường vòng xa hơn ha. Cái thằng Điền ở đó chừng chừng cái lúc đó đâu tầm tầm khoảng 7 giờ mấy, 8 giờ mấy gì đó các bạn. Điền nó không có đeo đồng hồ, nó đón chừng chừng nó làm nãy giờ với ma nhát rồi, nãy giờ đâu cũng cả tiếng đồng hồ rồi đó, Điền nó mới bơi xuồng về. Cái hôm sau đó các bạn, Điền á nó mới gặp mấy cái người quen đó, nó mới hỏi, nó mới nói trời ơi trời, hồi đó tới giờ tôi gặp ma gặp quỷ nhiều rồi tôi không sợ, mà hồi tối tôi đi vô mương chùa đó cái tôi sợ luôn, cái gì đâu mà tôi gặp trong cái chạy lá, chạy lá cái khúc chỗ khoảng giữa cái mương chùa đó, nó có cái chạy lá tôi thấy mấy người ngồi trong đó rõ ràng, tôi thấy 2 lần luôn. Khi mà chiếc xuồng của tôi đi lại gần đó, tôi quay cái đèn lên tôi nhìn thử là tôi không thấy ai hết. Cái mấy người kia đó các bạn, nó nghe thằng Điền nói vậy cái nó mắc cười. Trời ơi trời, Điền Điền bộ cái chỗ đó cái câu chuyện đó mày không biết sao Điền? Điền nó nói trời ơi trời tao đâu biết. À, cái mấy người kia nó nói với Điền đó các bạn, nó trời ơi chỗ cái chòi lá đó, cái chòi lá đó chỗ đó ai cũng biết, chòi lá đó là có một đứa đàn bạn gái, một đứa đàn bạn gái đó thì nói chung là cũng không có gì, sinh lão bệnh tử thôi ai cũng vậy thôi, nhưng mà có cái nó còn nhỏ tuổi quá đi cho nên nó linh, nó hiện hình hoài à. Ban ngày mà mấy người đi đồng á, cái lúc mà vắng vẻ đó còn thấy nó ngồi trong chải lá nè. Điện các bạn, Điện nó nghe mấy thằng kia nói cái Điện cũng lạnh người chân rồi. Cái mấy kia mới hỏi Điện đó, vậy mày dám vô đó nữa không Điện? Cái Điện nó nói mương đó cá dữ lắm mày ơi, vô vô sao đâu, tao đi tao niệm Phật nhưng mà sợ tao không có sợ, mà tao ớn cái tao giật mình chứ ma tao không có sợ rồi, sợ tao ở nhà tao chết đói sao. À, Điện nói rõ ràng các bạn, không như nhiều cái Điện nó cũng có lý lắm, hay lắm. Cái mấy kia đó nó nói Điện đó, mày đi đi mà mày gán niệm Phật mày ơi, để nó hiện hình đây mày hết hồn hết vía. Cái đêm đó đó các bạn, Điện đó nó tiếp tục quay vô cái mương chùa làm nữa, Điện ly lắm, tao nói Điện khùng mà. Nó không phải khùng các bạn, mà có cái đó, có cái nó không có sợ ma, nó lì lợm cho nên người ta kêu nó là điền khùng, nó biệt danh vậy đó chứ không phải là khùng, nó biết đi mằn ăn kiếm tiền về sinh sống thì khùng gì. Để. Cái đêm đó điền tranh thủ đi sớm hơn, điền nó nói là khi mà tôi vô tới mương chùa đó ông khôn đó là đâu khoảng chừng hơn 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 6 giờ chiều, trời sụp tối rồi, trời vừa sụp tối cái tôi mới làm. Tôi đi thì chết chết còn cá được lắm, quên xem rồi cá nhiều lắm, đi gần tới cái chòi lá đó cái mình mấy tôi nó gợn người gợn mấy chứ biết làm như cảm giác mình sợ ma, tôi nói ma thì bóng cái bóng gió không không có gì, sợ giật mình thôi. Cái điện các bạn lúc đó là trời vừa sụp tối đen thui cho nó gió hù 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 hiu lạnh lẽo quạnh quẽ trong cái màn đêm tăm tối. Điền cũng thở dài các bạn, nó mới quay cái mặt lên nó nhìn cái chài là cái chòi lá ở phía trước kìa. À, Điền thấy rõ ràng, Điền nó mới nói đó, chị ơi chị, tôi nghèo khổ tôi cũng nghe mấy bạn nó nói rồi, ở đây vậy đó mà em cũng sợ lắm, chị đừng có nhát em nghe, đừng 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 có nhát em để cho em đi kiếm cá. Cái thằng Điện các bạn khi mà nó đi gần tới cái chòi lá đó là thằng Điện nó chút xíu nó tôi xỉu em không, thằng Điện nó thấy một nhỏ gái nó ngồi trong chòi lá rõ ràng, thằng Điện nó quay cái mặt lên nó nhìn, tức là trên đầu thằng Điện có bóp cái bóng đèn để các bạn, cái bóng đèn soi cá ban đêm, thằng Điện nó thấy rõ ràng, thằng Điện nói đi nó ngồi nó gục đầu xuống gì nè, thằng Điện không thấy cái mặt nhưng mà Điện nó thấy dốc dáng hình hài là một đứa gái nó sụ tóc xuống này nè, Điện nó chết rồi. Thằng Điền lúc đó nó đánh một cạp đó các bạn, mà Điền nó lấy tinh thần lại rất là mau ha, nó trụ tinh thần lại niệm Phật, niệm mô vô Phật, mô vô Phật đó. Cây Điền nói chị ơi chị, em nghèo, em đi kiếm cá, em mằng em sinh sống đó, chị đừng có nhát em nghe thôi, không mấy bây giờ nếu nếu mà chị không cho em làm thì em quay về,
cây điện các bạn, điện nó mới quay mặt lại. Điện nó quay mặt lại như vậy nè, cái nó cầm cái dầm nó móc, nó móc tới vậy nè các bạn, chiếc xuồng đó nó móc 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 này nè. Cái thằng điện nó nói chị đừng 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 có nhát em nghe, đừng nhát em nghe chị. Cây tự nhiên cái thằng điện nó cảm thấy chiếc xuồng nó nặng ghi chiếc xuồng lại. Điện đó mình mày cái lưng tôi gỡ ngóc cho không, gỡ cho cái điện nó vừa niệm phật mà nó vừa nhìn các bạn chậm chậm vậy nè, quay lại là thấy nó ngồi ở đằng sau cái mũi xuồng đằng sau rõ ràng. Cái điện la trời ơi trời, chị ơi chị đừng nhát em chị ơi chị ơi. Thằng điện nó la lên vậy đó các bạn, cái tự nhiên cái bóng đó nó tan nó mất tiêu rồi ha. Thằng điện nó nói là chút xíu nữa tôi té xong tôi chết được không, nó không phải tôi sợ ma mà nó làm tôi hết hồn, tay chân giò cắn gì tôi mà nó còn rung gì nè, tim đấm bịch 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 đó. Nhưng mà tôi nói thì tôi không có sợ, nhưng mà nhỏ đó làm như là nó có một cái gì đó rất là lạ. Khi mà tôi tới cái chòi lá là tự nhiên mình mẩy tôi nó yếu xìu à, nó đuối đấm đuối tay chân chân vậy đó. Thằng điện nó giải thích với mình đó các bạn. Cái cuối cùng đó các bạn, thằng điện nó mới bơi về đó, điện nó mới gặp lại mấy thằng bạn kia đó, nó nói tao lại với mày cái mường chùa đó là tao sợ. Thằng điện nói lại với mình đó các bạn, nó nói tôi sợ nó luôn không, 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 không.